Má tức quá đi con ơi là con. Má giận run tay run chân luôn rồi đây nè. Cũng vì mình biết nghĩ cho người khác, mình nương tay với người ta. Nhưng mà họ được lần, họ mắng chửi, họ moi móc chuyện riêng tư, họ bỉ mặt mình đây nè con. Má Năm nói cái gì mà má giận dữ như vậy? Nó không những mắng nhiếc má, mà nó còn xúc phạm tới con nữa kìa. Cái gì? Nói tới con nữa hả? Tự nhiên nó nổi điên lên. Nó nói con không phải là con ruột của cha con. Nó nói là má mang thai trước khi về nhà này. Nó nói là cha con do hận má cho nên... Là chính tay ông nghe. Em Năm nhục mạ em ba vậy đó hả? Dạ. Tôi nghe bà ba kể lại với lại cậu ba, không sót không thiếu một chữ nào. Đây là cơ hội ngàn vàng để đuổi cổ mẹ con họ ra khỏi đây, để giành lấy quyền hành trong cái nhà này. Má yên tâm đi, con biết phải làm gì mà má. Con đi nha. Ông tên Tư sao? Hồi trẻ đã từng là thư sinh ở làng Sơn đúng không? Đúng vậy. Sao cậu lại biết tôi hồi trẻ? Lúc đó cậu chưa sanh ra mà. Tôi mới là người có quyền hỏi chứ không phải ông. Ông nói thiệt đi, có phải ông tính chạy trốn cùng với nhân tình của ông, những việc bất thành nên mới bỏ làng mà đi có đúng không? Cậu là ai? Cớ gì cậu lại biết việc đó chứ? Nói đi. Cái đêm mà ông đưa người đàn bà đó đi, hai người đã ăn nằm với nhau và bà ta đã có thai, có đúng không? Không, không có. Tôi không có làm gì đó mà.